Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023. Từ buổi gặp mặt có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tướng lĩnh quân đội và công an, lãnh đạo một số cơ quan bộ ngành trung ương là người con quê hương Hưng Yên. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Trước buổi gặp mặt, các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ lòng thành kính của những người con Hưng Yên, quê ngoại của Bác và cũng là nơi từng vinh dự được người về thăm 10 lần. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19. Báo cáo do Trung tướng Nguyễn Chiến, Nguyên trưởng ban cơ yếu chính phủ, trưởng ban liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội cho biết, hội hiện có gần 2.000 hội viên. Những năm qua, các hội viên luôn phát huy truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương, nỗ lực công tác học tập, lao động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh những hoạt động thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống, ban liên lạc đã tập hợp được những doanh nhân, cán bộ khoa học, tướng lĩnh, văn nghệ sĩ thành đạt, nhiệt tình và tâm huyết đóng góp công sức, kinh phí cho các hoạt động của hội và hướng về quê nhà. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch tỉnh trong phòng dịch COVID, chúng ta đã chuyển về Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Quỹ phòng chống COVID của tỉnh Hưng Yên 2 đợt. Đợt 1 được 260 triệu đồng, đợt 2 được 300 triệu. Vừa qua thì trong cái hoạt động kỷ niệm lớn của nhà nước thì có nhiều bác người Hưng Yên, những là nhân chứng lịch sử, và chúng tôi cũng đã gửi điện mừng để hỏi thăm. Ví dụ trong kỷ niệm 50 năm chiến thắng B-52 thì có bác Nguyễn Văn Phiệt, Trung tướng, là người đã tham gia bắn rơi 2 máy bay B-52. Bác Ngân là lãnh đạo trong thời kỳ chúng ta. Rồi bác Đỗ Doãn Đại thì năm nay là cũng 96 tuổi. Bác đã là giám đốc bệnh viện Bạch Mai cái thời kỳ năm 72. Chúng tôi có tham gia những hoạt động với tư cách là ban liên lạc, tham gia khi về bác Nguyễn Quyết nhân kỷ niệm 100 năm của bác, tham gia vào cái hoạt động đặt tên đường phố cho bác Hoàng Minh Thảo. Tại buổi gặp mặt, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thông tin tới những người con Hưng Yên tại Hà Nội, những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2022, đặc biệt là sự phát triển kinh tế xã hội vượt bậc với tốc độ tăng trưởng đạt 13,4%, cao nhất trong 15 năm qua, xếp thứ 5 toàn quốc, thu ngân sách kỷ lục trên 51.000 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng gần 1.000 hectare cho các khu công nghiệp. Thông tin về những định hướng chính của tỉnh thời gian tới, đặc biệt là mục tiêu đặt ra trong quy hoạch tỉnh đến năm 2037, kỷ niệm 40 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, phấn đấu là thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn những tình cảm việc làm tốt đẹp của các hội viên hướng về quê hương. Các hội viên tham gia Hội đồng Hương người Hưng Yên ở tại Hà Nội trong 2 năm qua đã có rất nhiều các hoạt động để hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên về tài chính, vật chất, tinh thần, cơ hội, sự phối hợp công tác với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên để hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên của chúng ta có được sự phát triển về mặt kinh tế xã hội trong những năm qua hết sức là ấn tượng. Để thay mặt cho lãnh đạo tỉnh xin chúc mừng những kết quả đạt được của Hội đồng Hương tỉnh Hưng Yên tại Hà Nội trong năm qua, và xin trân trọng cảm ơn tới tất cả những người con quê hương Hưng Yên hiện đang sinh sống, lao động, học tập ở tại Hà Nội với những sự đóng góp rất là to lớn trong thời gian vừa qua cho tỉnh Hưng Yên. Bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu vượt bậc của tỉnh Hưng Yên năm 2022 với tình cảm trách nhiệm sâu sắc với quê hương, Đại tướng Tô Lâm cũng gợi mở một số vấn đề để Hưng Yên phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Được nghe cái thông báo của tỉnh, chúng tôi rất phấn khởi. Phải nói một cái câu là chưa bao giờ tỉnh Hưng Yên chúng ta phát triển như bây giờ. Và cũng đứng ở một cái tiềm năng phát triển, hoàn toàn có những cái điều kiện phát triển rất tốt. Chúng tôi theo dõi rất sát tình hình phát triển của tỉnh. Một là cái phát triển kinh tế thì đây là cái trọng tâm. Phát triển hạ tầng cơ sở là rất tốt, nhưng mà cũng phải phát triển cho đồng đều. Bây giờ chúng ta mới đang phát triển ở những cái trục ven đường quốc lộ số 5.
và đường 39, tức là có hạ tầng cơ sở đến đâu thì kinh tế phát triển theo đến đấy, nhưng không để chênh lệch. Ví dụ Tiên Lữ, Phủ Cừ bây giờ trở thành vùng sâu vùng xa của tỉnh Hưng Yên đấy, bây giờ phải phát triển những cái đường đó vào để cho cái khu vực này tiềm năng có thể phát triển, không được để mất cân đối đấy. Và phát triển công nghiệp đấy, công nghệ cao là một cái hướng rất đúng rồi, không có phát triển một cách bừa bãi. Phát triển làm sao người mức độ thôi, nhà máy cũng như thế thôi, một nhà máy ít công nhân lao động giá trị cao càng tốt đấy, con em đưa vào làm việc ở đấy, còn nếu không xuất khẩu lao động đào tạo nghề đi vào những vùng khác. Cái giá trị đất nông nghiệp của chúng ta rất quý, đồng chí xác định cái việc đó chúng tôi rất đồng tình. Bây giờ nông nghiệp làm sao cứ phải 1 hecta đất mỗi năm thu phải được 1 tỷ đồng đấy. Thực tế là chúng ta làm được cái việc đó đấy, có những vùng trồng hoa người ta trồng 1 chậu hoa bán ngày Tết thôi có thể mua được mấy tạ lúa, mà nhàn hơn trồng lúa nhiều đấy, không mất đất bằng nhiều bằng trồng lúa. Tìm những cái gì đấy để có cái năng suất cao nhất để cho phát triển, dân giàu nước sẽ mạnh. Một cái vấn đề nữa là chúng tôi cũng muốn đề nghị với tỉnh là hết sức quan tâm, chúng ta sẽ tiến đến đô thị hóa và phát triển rất mạnh, nhưng mà không được thể quên được cái vấn đề văn hóa. Bây giờ là phải nghĩ đến là cái việc phải bảo tồn văn hóa làng xã đấy, của vùng đồng bằng Bắc Bộ rất truyền thống, ông cha ta để lại đây hàng nghìn năm những cái di tích, những cái lịch sử như vậy. Thế thì phải từng xã, từng huyện, từng tỉnh phải có cái kế hoạch để bảo tồn. Vừa rồi các ông chí cũng rất quan tâm, đây cũng có vấn đề thời sự, đấy là công tác xây dựng đảng. Hôm nay đấy đông đủ các ông chí lão thành cách mạng, các ông chí cũng đã rồi cũng theo dõi thông tin dự chứng nói rằng là đảng ta tập trung vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, chưa bao giờ quyết liệt và làm triệt để như bây giờ. Rõ ràng là cái công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng chúng ta vô cùng quan trọng, không phải giặc ngoại xâm mà giặc nội xâm. Tự chúng ta sẽ làm mất tín nhiệm và tự chúng ta sẽ làm khó khăn với chúng ta. Không thể còn con đường nào khác. Phải triệt để, phải làm đến cùng. Không có ngoại lệ, không có vùng cấm như tuyên bố của đồng chí Tổng Bí thư. Mà rõ ràng càng làm càng có tín nhiệm. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cùng Ban liên lạc Hội đồng hương Hương Yên tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng 23 hội viên được trao huy hiệu từ 50 năm tuổi đảng trở lên. Chúc mừng 11 hội viên vừa được thăng phong quân hàm cấp tướng và bổ nhiệm chức vụ cao cấp ở các cơ quan nhà nước. Mừng thọ cho 139 hội viên từ 70 tuổi trở lên.